Vâng, xin chào anh chị và các bạn. Chúng ta đã tham quan một số căn hộ tại dự án Vinhome Grand Park quận 9. Vậy hôm nay Đạt sẽ dẫn anh chị đi tham quan một căn hộ nhỏ nhỏ xinh xinh, đó là căn hộ studio. Vậy thì chúng ta cùng vô tham quan nhé. Thì vừa bước vô khu vực căn hộ thì chúng ta sẽ thấy một gian bếp nhỏ nhỏ ở đây. Gian bếp này chúng ta có thể nấu nướng, có một bếp điện hoặc là cũng có tủ kệ bếp ở bên dưới. Và ngoài ra chúng ta có thể làm một tủ kệ bếp ở bên trên nữa. Với một tủ kệ bếp bên trên như thế này, chúng ta có thể cất được thêm một số đồ dùng cá nhân. Thì bước vào trong, chúng ta sẽ có khu vực đặt cái bàn ăn kế bên với lại khu vực bếp của chúng ta. Thì với bàn ăn ở đây thì chúng ta có thể làm một bàn ăn nhỏ, khoảng 4 người ngồi là cũng được đó. Thì kế bên khu vực bàn ăn, chúng ta sẽ có một khu vực ghế sofa. Thì khu vực ghế sofa này là chúng ta có thể ngồi quây quần với gia đình vào mỗi buổi tối để coi phim đó. Thì kế bên khu vực ghế sofa đây thì chúng ta sẽ có một chiếc tủ để đồ dùng cá nhân, đồ để quần áo của gia đình. Ngoài ra thì ngay khu vực phòng khách, chủ đầu tư có bàn giao cho chúng ta đó là một cái máy lạnh tại đây thì để sử dụng. Vậy thì tiếp theo chúng ta sẽ đi vào tiếp để coi khu vực chỗ giường ngủ nhé. Thì ngay chỗ khu vực này chúng ta sẽ có một chiếc giường ngủ nhỏ để cho chúng ta sử dụng. Và ở khu vực đây thì chủ đầu tư cũng sẽ có bàn giao một máy lạnh nữa, thì chúng ta có thể ngăn ra một cái phòng nhỏ, ngăn cách riêng từ phòng khách tới phòng ngủ, ngăn ra một phòng nhỏ. Và khi bật máy lạnh ở đây lên thì chúng ta sẽ hưởng được những cái mát mẻ từ chiếc máy lạnh này. Vâng ạ, thì chúng ta tiếp tục đi tham quan. Thì trong cái căn studio này tuy nhỏ nhỏ nhưng mà chúng ta vẫn có một cái phòng riêng để làm chỗ giặt phơi đó. Thì chúng ta có thể đặt máy lạnh ở đây, đặt máy giặt ở đây đó, rồi giặt đồ xong thì chúng ta có thể làm một cái giàn phơi trên bên trên, chúng ta có thể phơi quần áo ở trên. Căn studio nhỏ nhưng mà cũng sẽ có một nhà vệ sinh với nội thất là chủ đầu tư đã bàn giao, là có labo, bồn cầu, và cái chỗ khu vực phòng tắm thì chúng ta tự thiết kế cái rèm hoặc là tấm kính chắn đó. Thì với một căn hộ studio 30m² hoặc là 33m² thì anh chị hãy chọn lựa cho mình một căn để hai vợ chồng trẻ hoặc là một bạn độc thân, hay là có thể mua đầu tư cho các bạn sinh viên, một hai bạn sinh viên ở để đi học, hoặc là những người mà chưa có gia đình ở để đi làm. Vậy thì hãy liên hệ với em Đạt, chủ phòng kinh doanh công ty bất động sản Vincentland. Vâng, em xin cảm ơn.